ngay cạnh ở đây là BMW F900XR, mẫu ô tô vừa có mặt tại Việt Nam với giá bán đề xuất 549 triệu đồng. Mặc dù được định vị nằm ở nhóm sản phẩm Adventure, tuy nhiên thiết kế của F900XR không mang hướng bụi bặm như là mẫu F850GS mà nó lai giữa Adventure và Touring. Ở đây phần thân xe và đầu thì thiết kế là sắc sảo và có nhiều mảng ốp trông khá là cá tính và hiện đại. Phần đầu xe có đèn trước là thiết kế dạng đối xứng với hai dãy LED khá là bắt mắt. Phiên bản F900XR tôi có ở đây trang bị đèn cốt và đèn pha để sử dụng cái dạng bóng chiếu LED, và đèn xi nhan thì là thiết kế dải LED hình chữ V rất là đẹp mắt. Tuy nhiên F900XR không phải là mẫu xe chuyên lên địa hình, cho nên là cả bánh trước bánh sau vẫn sử dụng mâm đúc với kích thước 17 inch. Nếu như mà những mẫu xe off-road đặc trưng như là Triumph Tiger 900 thì sẽ có bộ vành nan hoa và bánh trước lớn hơn cỡ 19 inch. Nhìn từ bên cạnh thì BMW F900XR có bình xăng tương đối là góc cạnh, trong khi đó thì ống xả kép lại thiết kế gọn gàng và đơn giản. Điểm nổi bật mà tôi thấy đây là phiên bản này có sử dụng phuộc sau là loại phuộc monoshock điều chỉnh điện, có thể cài đặt những cái chế độ tải trọng khác nhau thông qua nút bấm trên ghi đồng. Ở phía sau, mẫu ô tô của BMW được trang bị hai tay dắt bằng kim loại tương đối chắc chắn, đi cùng với đó là các điểm móc ở hai bên để gắn thành thùng chở đồ cho những chuyến đi chơi xa. Đèn hậu thiết kế đơn giản với các đèn LED nằm ngang và có hai đèn xi nhan tách rời. Yên xe của BMW F900XR được làm tương đối to và dày và là dạng yên liền 2 tầng, tôi cao 1m70 và ở đây là có thể chống chân được. Nhà sản xuất công bố là chiều cao yên có thể tùy chỉnh dao động từ 775 đến 870mm tùy theo chế độ làm việc của phuộc. Tuy nhiên thì chiếc xe này có cân nặng tổng cộng khi mà đầy đủ nhiên liệu và dầu nhớt là gần 220kg, nên là đòi hỏi người lái phải có một cái thể trạng tốt. Ghi đông thiết kế cao và rộng nên là cho thế lái thoải mái. Có nhiều nút bấm ở trên tay lái như là ga tự động, đèn pha tự động, điều chỉnh chế độ phuộc, rồi chỉnh chế độ lái hoặc là kết nối điện thoại. BMW trang bị cho F900XR khối động cơ 2 xi lanh hãng Hàn có tổng dung tích là 895cc và sản sinh tổng công suất là 103 mã lực, mô men xoắn cực đại là 92 Nm. Trong khi đó thì Triumph Tiger 900 có động cơ 3 xi lanh và thông số nhỉn hơn. Với giá bán hơn 500 triệu đồng thì BMW F900XR là một lựa chọn có thể cân nhắc dành cho những ai cần một mẫu xế phượt đa năng. Tuy nhiên mà hạn chế là chiếc xe này sẽ không thể đi off-road chuyên nghiệp được như là Triumph Tiger 900.